bước chân vào cái ngôi trường này cô cảm thấy sự tự tin, có sự chia sẻ ấy, nó thể hiện được cái tinh thần như là đoàn kết. Song ấm cũng cảm thấy các cháu có một cái phong thái độ lượng, lễ phép ngay từ cửa. Cô muốn con cô học được cái vấn đề là làm sao ấy đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Con có trí tuệ, có phải nhận thức được là cái tâm thân tuệ, thì khi con đã có được trí tuệ thì con phải biết cho đi và phải biết chia sẻ. Với cái quan điểm của chú về thành công và hạnh phúc, có nghĩa là việc đầu tiên ấy, mình phải biết cân bằng trong cái cuộc sống này. Hạnh phúc là sự cân bằng, và cái cuối cùng làm sao mà mình làm sao luôn luôn cho mình được một cái năng lượng tích cực, vui vẻ. Đấy là cái chú cũng mong muốn thấy cái điều đó. Theo quan điểm của tôi thì thành công và hạnh phúc của con cái là một điều là cha mẹ nào cũng mong muốn. Để đạt được mục đích đấy thì mình phải bố mẹ và các con đều tất cả phải hy sinh. Quan điểm của gia đình cô là mong cho con cái thành công trong cuộc sống thì một phần gì đó cống hiến cho xã hội, cho gia đình. Em nói chung là để tìm hiểu về trường thật kỹ thì là chưa, nhưng mà để mà những cái mà em cần thì là đã biết rồi. Và lý do để em muốn vào trường là học kinh doanh, và đó là đam mê của em. Thì thứ nhất là trường không kiểu áp đặt về điểm số là cái thứ nhất, cái thứ hai là rèn luyện thân tâm tuệ, tiếp theo nữa là kiểu mình được học với các chủ doanh nghiệp nên là mình sẽ trao dồi được kiến thức từ họ nhiều hơn. Trước hết thì chú cũng đã thông qua các cái chương trình YouTube của thầy Ngô Minh Tuấn ấy, thì rất là tâm đắc cái triết lý giáo dục của thầy. Ba cái gốc rễ là rất là quan trọng của cái bạn trẻ ngày nay và nói chung tất cả mọi người, và đấy là cái mà chú tâm đắc nhất. Rồi em tìm hiểu kỹ rồi ạ. Lý do mà em quyết định đến trường này là vì được học về tâm thân tuệ, được đào tạo theo mô hình quân đội và năm 2 và năm 3 là đi làm ạ. Em thì cũng tìm hiểu về trường cũng khá là nhiều bài viết ở trên mạng xã hội đấy chị. Hồi cấp 2 em cũng đi làm được theo mẹ là từ cấp 2 đi làm việc bốc vác các thứ, cũng kiểu biết vất vả của mẹ là như nào, tâm lý của mẹ bán hàng hay quản lý nhân viên ra sao, thì cũng từ đấy mà em cũng tìm hiểu, cũng biết nên là nên đi theo trường này để học hỏi về cái quản lý nhân viên với lại tài chính của nhà mình.